hỉ chào đón quý cô bác và anh chị đến với chuyên mục Tử Vi ngày mới trên kênh Tử Vi Phương Đông. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được gửi tới lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Tử Vi Phương Đông trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn đã biết, kênh Tử Vi Phương Đông chuyên đăng tải những video về tử vi 12 con giáp, xem đường công danh, tình duyên tài lộc của 12 con giáp, giúp các bạn đón lành, tránh dữ. Trong đó có rất nhiều video được sự quan tâm của anh chị và các bạn quan tâm like và chia sẻ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Tử vi thứ 5 ngày 19 tháng 5 năm 2022 của 12 con giáp nhằm ngày 19 tháng 4, tức là ngày Nhâm Thân, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần là ngày Hắc Đạo, Thiên Hình, tuổi xung với ngày Bính Dần, Hỏa, Canh Dần, Mộc, Bính Dần, Hỏa, Bính Thân, Hỏa, giờ Hoàng Đạo, Tý, 23, 1 giờ, Sửu, 1, 3 giờ, Thìn, 7, 9 giờ, Tỵ, 9, 11 giờ, Mùi, 13, 15 giờ, Tuất, 19, 21 giờ. Xem tử vi ngày 19 tháng 5 năm 2022 thứ 5 tuổi Tý, tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, 27 năm Mộc Đức Nữ Thủy Diệu, nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên. Có tin xa hoặc có người ra đi, hoặc đã đến lúc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình. Mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc sẽ gặp nhiều áp lực, chạm phải những vấn đề khó khăn, hoặc dễ gặp rủi ro. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, 39 năm Thủy Diệu Nữ Mộc Đức nên yên phận, không nên mưu sự tính toán sẽ không thành. Tài lộc có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không nên tính toán gì thêm. Tránh sự tranh cãi đôi co vô ích. Có nhiều tin tức khác nhau về việc mong cầu. Tử vi hôm nay tuổi Nhâm Tý, Mộc, 51 nam Vân Hớn Nữ La Hầu, hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc, không nên tránh né. Mọi việc nên dùng tình cảm sẽ có sự thuận lợi. Không nên để ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng. Có tin xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đình đám. Có tài lộc hoặc có chuyện vui. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, 63 năm Mộc Đức Nữ Thủy Diệu, mọi việc không nên xem thường hoặc tự tin quá đáng vì sẽ có sự việc xảy ra ngoài ý muốn, trái ngược. Đề phòng sức khỏe không tốt. Không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm hoặc lời hẹn ước trong công việc. Có tài lộc nhưng dễ hao tán về giao dịch, tiền đáo hạn. Xem tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, 75 nam Thủy Diệu Nữ Mộc Đức, hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc, không nên tránh né. Mọi việc nên dùng tình cảm sẽ có sự thuận lợi. Không nên để ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng. Có tin xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đình đám. Có tài lộc hoặc có chuyện vui xem thêm. Tử vi tháng 5 năm 2022 của 12 con giáp. Tử vi tháng 5 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo. Xem tử vi ngày mới thứ 5 ngày 19 tháng 5 năm 2022 tuổi Sửu, cuối tam tai. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Sửu, Thủy, 26 nam Thái Âm Nữ Thái Bạch. Mọi việc nên có sự chậm rãi. Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, trắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp. Trắc trở nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, 38 nam Thổ Tú Nữ Vân Hớn. Không nên trông chờ vào quý nhân hoặc những người đã giúp đỡ mình từ xưa. Có chuyện phiền lòng hoặc họ không có khả năng. Công việc có thể giải quyết vào một ngày khác, sự mong cầu về tiền bạc cũng vậy. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, 50 nam Thái Dương Nữ Thổ Tú. Nếu có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc có được cơ hội thì nên tiến hành nhanh chóng. Nên đi xa, di chuyển. Ngày có sự thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa hoặc thay đổi công việc, hao tốn về giao thiệp, nhưng cũng không nên kéo dài. Không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, 62 nam Thái Âm Nữ Thái Bạch. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở, khó khăn, cần phải có sự khéo léo mới có kết quả. Nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay. Mọi việc chưa đến lúc kết thúc. Đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình, dễ bị tránh oán, áp lực, hiểu lầm. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Kỷ Sửu,
Hỏa, 74 năm Thổ Tú Nữ Vân Hớn. Nếu có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc có được cơ hội thì nên tiến hành nhanh chóng. Nên đi xa, di chuyển. Ngày có sự thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa hoặc thay đổi công việc, hao tốn về giao thiệp, nhưng cũng không nên kéo dài. Không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết. Xem tử vi ngày 19 tháng 5 năm 2022 tuổi Dần, tử vi hôm nay tuổi Mậu Dần, Thổ, 25 năm kế đô nữ Thái Dương. Ngày xung của bổn mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc trắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp, vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý, nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm tình bất an. Đi xa, di chuyển bất lợi. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, 37 năm La Hầu nữ kế đô. Ngày xung của bổn mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc trắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp, vội vàng. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến. Ngày có khách hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có sự đáo hạn, đến hẹn, thay đổi công việc, di chuyển. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, 49 năm Thái Bạch nữ Thái Âm. Ngày xung của bổn mạng. Mưu sự còn gặp nhiều trắc trở, không nên làm càn, bất lợi. Nên có sự hòa hoãn, nhẫn nhịn mới qua được trở ngại. Ngày không nên quyết định các việc lớn về công danh. Tài lộc, tình cảm. Mọi việc còn chưa sáng tỏ. Nên ngồi yên tại chỗ. Đi xa bất lợi. Tài lộc kém. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, 61 năm kế đô nữ Thái Dương. Ngày xung của bổn mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc trắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp, vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý, nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm tình bất an. Đi xa, di chuyển gặp trở ngại chút ít. Nếu có sự đi xa, di chuyển, hoặc dù là công việc cũ cũng nên hỏi lại cho chính xác. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, 73 năm La Hầu nữ kế đô, nên ra đi giải quyết công việc vì mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn. Đề phòng công việc dở dang, hoặc phải bỏ ngang công việc làm lại. Nên nhẫn nại. Có tài lộc nhỏ, hoặc cầm tiền, đồ đạc của người khác nhờ mình chuyển giao. Xem tử vi ngày 19 tháng 5 năm 2022 tuổi Mão, tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, 24 năm Vân Hớn nữ La Hầu. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt. Xem bói tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa. 36 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý, mọi việc vẫn còn chậm chạp. Nên thay đổi ý định. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, 48 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức. Chuyện tình cảm chớ nên tính toán chỉ đưa đến sự chia tay, hoặc phiền lòng mà không nói ra. Việc làm không nên thay đổi nên giữ nguyên tình trạng và hành động một cách bình thường. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm. Có sự hao tốn về tiệc tùng, gặp gỡ, giao thiệp, các việc đáo hạn. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mão, Kim, 60 năm Vân Hớn nữ La Hầu. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, 72 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu. Có chuyện phiền lòng nhỏ trong gia đình hoặc trong công sở, bị hàm oan, hiểu lầm. Có tin không tốt cho những chuyện đã trù tính trong quá khứ. Mọi việc không nên nóng nảy hay vội vàng quyết định. Hãy chờ đợi vào một ngày khác và nên chăm chú vào những chuyện hiện tại. Có tin xa của người thân nhưng là tin không tốt. Có tài lộc, quà tặng, chuyện vui. Xem tử vi ngày mới thứ năm ngày 19 tháng 5 năm 2022 tuổi Thìn, tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, 23 năm Thái Dương nữ Thổ Tú, 83 năm Thổ Tú nữ Vân Hớn. Nếu có tài lộc cũng phải khó khăn, trắc trở, hoặc phải chi dụng cho những việc cần thiết, định kỳ.
có quá nhiều chuyện phải lo âu, tâm tình bất an. Cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật, hoặc gặp rủi ro, buồn phiền, tang tóc, tai nạn, đau ốm. Mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất trắc. Cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, 35 nam thái âm nữ thái bạch. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết, hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả. Tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, 47 nam thổ tú nữ vân hớn, có tin tức ở xa. Mọi việc không nên tranh cãi, hấp tấp và cũng không nên quá tin vào kinh nghiệm, tính toán của mình, có sự đảo lộn. Làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc, hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu. Đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu. Có cuộc đi ngắn hoặc được mời. Có tài lộc. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, 59 nam thái dương nữ thổ tú. Người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn. Gặp người lạ cũng không nên vồn vã nghe theo dễ gặp điều bất lợi. Ngày hoàn toàn không tốt cho mọi quan hệ giao thiệp, tình cảm. Sự mong cầu về tài lộc cũng không nên. Nếu có thì cũng có sự phân chia mít lòng hoặc mình chỉ là người trung gian trong vấn đề tiền bạc và có sự nghi kỵ nắm ngầm. Dễ hao tài. Tin tức không tốt. Không nên tranh luận, tranh cãi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, 71 nam thái âm nữ thái bạch, nên tránh mọi chuyện tranh cãi. Hoặc đương đầu sẽ không có lợi. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết, hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả. Tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Tử vi ngày 19 năm 2022 tuổi Tỵ, tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, 22 nam thái bạch nữ thái âm, 82 nam La Hầu nữ kế đô còn đám mây mù che khuất. Mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến. Nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ. Chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý, ngày có sự tiến thoái lưỡng nan, nên ngồi yên và chờ một dịp khác. Có tài lộc nhỏ. Chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, 34 nam kế đô nữ Thái Dương. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa. Ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Không nên ngại sự hao tốn, và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, 46 năm La Hầu nữ kế đô. Nên ra đi giải quyết công việc, hoặc mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Không nên trông chờ vào tình cảm của người mình cần gặp, tự mình phải chứng tỏ khả năng mới có kết quả. Có tin xa. Có tài lộc, nhưng dễ hao tốn, chi phí. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, 58 nam thái bạch nữ thái âm đề phòng có người nói xấu mình hoặc kèn cựa trong công việc, hoặc gặp nhiều sự khó khăn trắc trở. Tuy nhiên đây chỉ là vấn đề bắt buộc phải gặp, đụng chạm. Nên giữ hòa khí, giao hảo, và biết chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau thì mọi việc sẽ hanh thông. Có cuộc đi ngắn. Có quà nhỏ hoặc có tin tốt lành về tình cảm. Tiền bạc còn chậm. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, 70 năm kế đô nữ Thái Dương. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa. Ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Không nên ngại sự hao tốn, và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai. Xem tử vi ngày 19 tháng 5 năm 2022 tuổi Ngọ, tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, 21 nam thủy diệu nữ Mộc Đức, 81 nam Mộc Đức nữ thủy diệu. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả. Và cũng không để chuyện tình cảm, gặp gỡ xen lấn. Không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt, hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính.
có tin buồn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức. Có sự ra đi, di chuyển, nhưng cũng có tin buồn về chuyện này. Mọi việc chưa có thể kết thúc, tiến thoái lưỡng nan. Ngày có nhiều áp lực, trở lực. Tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Cầu tài lộc bất lợi, dễ hao tán. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu nên giới hạn trong việc giao thiệp, vui chơi, dễ hao tài. Nếu là công việc thì không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt, hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin xa. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức sự chờ đợi về tin tức không được như ý, không có kết quả mong muốn. Có trở ngại, rắc rối. Có sự thay đổi hoặc có cuộc đi mà lòng không vui. Có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính, cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng, hoặc cần phải giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Tử vi hôm nay tuổi Giáp Ngọ, Kim, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu việc đến như thế nào thì làm y như vậy, không nên nghe lời bàn tán của người khác, cũng không nên tự mình có sự giải bày chỉ thêm thị phi, tranh cãi. Tài lộc chậm chạp, hoặc chỉ là lời hứa, tin tức. Tất cả sự mong cầu chưa có kết quả, nhưng không nên chán nản. Nói chung là không nên mưu sự chuyện lớn lao, chỉ làm việc bình thường, cũng không nên đi tìm. Xem tử vi ngày 19 tháng 5 của 12 con giáp tuổi Mùi. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mùi, Mộc, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn, 80 nam Thái Âm nữ Thái Bạch nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có khách đến. Không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại. Có tin tức ở xa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại, nên tiến hành tuần tự giải quyết. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú chuyện tình cảm không nên dính vào việc làm. Nên có sự bàn thảo hội họp về công ăn chuyện làm, chuyện đi xa, thay đổi kế hoạch làm ăn hoặc thay đổi về nơi ăn chốn ở nhà cửa. Nhận được tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa về di chuyển, tin gặp lại người xưa. Tài lộc còn chậm, dễ hao. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có khách đến. Không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại. Có tin xa. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại, nên tiến hành tuần tự giải quyết. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại. Có tin xa. Nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước, đúng hạn kỳ. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú có sự kết thúc hoặc khởi đầu lại cho công việc. Có nhiều tin tức thuận lợi cho công việc làm ăn. Mọi dự tính đều phải thay đổi cho phù hợp với thực tế. Gia đạo yên vui hoặc gặp được thân nhân, bè bạn tốt lành. Tài lộc trung bình. Xem tử vi ngày 19 tháng 5 năm 2022 tuổi Thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm ngày tuổi của bổn mạng. Tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả. Ngày có nhiều việc thay đổi, đột biến bất ngờ, hoặc có tin cần phải tiến hành hoặc ra đi cấp bách. Có tin tức ở xa. Tài lộc trung bình, nhưng không nên mưu cầu những chuyện lớn. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, 43 năm kế đô nữ Thái Dương ngày tuổi của bổn mạng. Không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Tránh mọi sự cãi cọ, xô xát, hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác. Cuối ngày có tin vui hoặc có sự gặp gỡ. Ngày chỉ nên ngồi yên, việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy.
tài lộc kém. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Thân, Thổ, 55 nam La Hầu nữ kế đô ngày tuổi của bổn mạng. Tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả. Ngày có nhiều việc thay đổi, đột biến bất ngờ. Việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận, càng chậm càng tốt. Có tin xa. Tài lộc trung bình, nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm ngày tuổi của bổn mạng. Tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả. Việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận, càng chậm càng tốt. Có tin xa. Tài lộc trung bình, nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn, cuối ngày có chuyện vui nhỏ nhưng không nên kéo dài. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, 79 nam kế đô nữ Thái Dương ngày tuổi của bổn mạng. Không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc quan trọng, nên chờ tin khác. Có nhiều sự cản trở rắc rối, và có nhiều tin tức không tốt về công danh, bổn mạng, tài lộc, tình cảm. Gia đạo có chuyện buồn, bất an. Xem tử vi ngày mới thứ năm ngày 19 tháng 5 năm 2022 tuổi Dậu. Quý Dậu, Kim. 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức ngày có sự gặp gỡ nhiều người, hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại, chờ mong tin tức, chậm chạp, hoặc không được như ý, Tân Dậu, Mộc, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng. Có tin về sức khỏe, tình cảm, nơi ăn chốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình. Tài lộc trung bình. Ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như về tình cảm. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ. Chuyện tình cảm chớ nên để bị ràng buộc, hiểu lầm. Kỷ Dậu, Thổ, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại, di chuyển, chờ mong tin tức. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Dậu, Hỏa. 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý, nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại, chờ mong tin tức. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, 18, nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu, 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu ngày không nên mưu cầu việc lớn lao, cũng không nên tranh cãi sẽ gặp nhiều rủi ro, buồn phiền, có sự tu bổ, dọn dẹp, sửa chữa đồ đạc. Xe cộ, vật dụng, nơi ăn chốn ở, nếu ngày này là ngày đã có dự tính tiến hành công việc hoặc thay đổi thì nên cẩn trọng và xem xét lại những dự tính của mình còn thiếu sót hay không. Hãy quên chuyện cũ. Xem tử vi ngày 19 tháng 5 năm 2022 tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn sự mong chờ về tin tức còn chậm hoặc có sự sai hẹn, dời hẹn. Không nên dính líu đến chuyện người khác chỉ đem lại sự phiền lòng. Nếu có được mời dự tiệc, đình đám cũng không nên đi quá xa trong vấn đề tình cảm không tốt. Tài lộc trung bình hoặc có lộc ăn, quà tặng. Ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ. Bè bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú ngày có nhiều sự âu lo. Tâm tình bất an, có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Tiến hành công việc thì phải chịu bôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn, trở ngại trong ngày. Tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro. Nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch dù có hẹn gặp cũng nên cẩn trọng, mọi việc sẽ không phải như mình đã nghĩ. Nếu có tiền bạc thì cũng phải tranh luận. Dàn xếp lại. Mọi việc đều không nên tiến hành hoặc giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi. Ngày có nhiều chuyện gây ra sự bất an rối ren, lo âu từ công việc cho đến tình cảm, sức khỏe. Tâm tình, gia đạo bất an. Mọi việc đều chưa kết thúc.
Tử vi hôm nay tuổi Mậu Tuất, Mộc, 65 nam thổ tú nữ Vân Hớn ngày có nhiều sự âu lo. Tâm tình bất an, có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Tiến hành công việc thì phải chịu bôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Không nên e ngại khi nhờ người giúp đỡ hoặc vay mượn. Nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro. Nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, 77 nam Thái Dương nữ Thổ tú nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn, trở ngại trong ngày. Ngày có nhiều sự âu lo. Tâm tình bất an, có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Tiến hành công việc thì phải chịu bôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro. Nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Xem tử vi ngày 19 tháng 5 năm 2022 tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô làm việc gì cũng không nên hấp tấp. Vội vã dễ gặp rủi ro, kết quả không được như ý, chuyện tình cảm không nên dây dưa, và cũng nên nhúng tay vào chuyện của người khác đều không tốt, dễ mất uy tín. Có người cần mình giúp đỡ ngoài nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm nếu có người đề nghị hoặc có sự trở ngại thì nên thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, 52 năm Kế Đô nữ Thái Dương chuyện tình cảm không nên để vướng bận sẽ có hại cho những việc khác. Sự mong cầu về công việc, tiền bạc, tin tức, tình cảm không nên nóng nảy, có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả. Nên tiến hành công việc. Không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Hợi, Mộc, 64 năm La Hầu nữ Kế Đô nếu có người đề nghị hoặc giúp đỡ thì nên việc thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian. Sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩa.